tất cả những cái cảnh quay mà phải bị tát rồi bị đấm rồi bị đá thì tất nhiên với cả một người diễn viên chuyên nghiệp như Trọng Lân thì Lân muốn là phải tất cả mọi thứ nó phải thật nhất. Ví dụ như những cảnh tát hay là những cái cảnh mà mình bị ngã xuống ao hay những cái cảnh mình phải tắm mưa, những cái cảnh đấy là mình phải muốn nó thật nhất. Vì mình cần sự chân thật ở trong diễn xuất thì khán giả người ta sẽ thấy được thứ nhất là sẽ thấy được cái nhân vật của mình nó thật thật nhất thì khán giả mới tin được. Thì tất cả mọi thứ đấy thì mình lúc mà mình hóa thân thì mình nghĩ rằng nó là cái nghề của mình và lúc đấy là mình là đang là nhân vật thôi chứ không phải là mình. Nhưng mà cái độ mà tát thì có những lúc mà không kìm nén được cái cảm xúc thì diễn viên cũng có thể là tát rất là thật. À, cũng đau nhưng mà làm sao mà nhưng mà lúc đấy mình cố gắng nhập vai thì mình phải hóa thân thì cái lúc đấy là mình là nhân vật rồi, mình cũng phải quên đi tất cả mọi thứ để mình phải tròn trịa nhất để mình diễn xuất.